Vâng, anh em sẽ thấy là bây giờ là có một bé trong quán đó, nó sẽ tới mình nè. Trước tổ Việt Long Go Hana City đi kìa. Trước tổ vào tập chia OTT. Anh sẽ chữ ra kìa. Xin chào. 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 Yeah. Hi, arigatou gozaimasu. Vâng, này sẽ thấy là cái mại bé nó bán cho mình một cây kẹo. Cây kẹo này là với là 700 yên. Với lại tí nữa là mà dường như là mấy bé là Candy Baby Dobby gì rồi đó. Là sẽ năm bé sẽ lên phía trước, ở đầu kia ở giữa sân khấu á, sẽ nhảy múa rồi nếu mà ai cầm cái kẹo nên là sẽ được quà gì đó, chứ mại bé Candy với nói như vậy đó. Hầu như là chúng mại bé nói là lúc nào quán cũng bắt đầu từ 5 giờ, nghe 5 giờ sẽ có nhảy múa ở trong ở giữa sân khấu á đó. Tí nữa 5 giờ mình sẽ quay cho anh em xem. Ồ, vâng anh em, bây giờ là đồ ăn thức uống của mình đã ra rồi này. Đấy, đây là mình mua vị dâu, cái này là 750 yên, còn ly này là 900 yên. Đấy, thêm một cái kẹo nó 700 yên này, với lại phí người nữa là 500 yên đó. Sơ một bữa thịnh soạn đi ngắm gái của mình á. Tí nữa sẽ chờ đến 5 giờ rồi mình sẽ vô chỗ mà họ nhảy múa đó. Vâng anh em, bây giờ mình sẽ uống thử nước uống này. Nó khá ngọt, ngọt lắm này, ngọt quá, ngọt lên luôn á. Còn ở trên là có bóng ngô, còn đây là cái bánh này, bánh kem thì coi. Rồi bây giờ mình ăn thử nha. Bánh này có vẻ thích hơn vì không có dầu. Ngon, bánh này ngon. Còn anh sẽ thấy là bây giờ là sẽ bắt đầu chuẩn bị đến màn trình diễn. くやと言います。たくやさん、まいこさんとたくやさんです。お二人はどこから参加してくれたんですか？次反対側2回ワンワンで最初に出します。ワン右手に重ねてクロスにします。最後は2回ワンワン。はい、これでダンス完成になります。Vâng, anh em sẽ thấy là mình vừa mới xem buổi trình diễn của các bé mà Candy Baby với lại Domic. Nói chung là ở đây thì có 5 bé nhưng mà hôm nay thì trình diễn chỉ có 3 bé thôi. Anh em sẽ thấy là nói chung là buổi trình diễn nhìn thấy cũng khá thú vị. Ở Việt Nam thì nó rộ lên cái điệu nhảy mèo bên này, chứ mà em vừa mới nhìn thấy điệu nhảy đó, điệu nhảy. À, hay. Năn địch cả. Mày bé nó bảo cái gì đó ra chụp hình thì phải. It's a thing cả. Anh em thấy hôm nay là má mày hả? Má mày nhà. Má mày nhà. Yes. Ari. Ari. Ari mix. Eh? Ari. Ari. Ria Monster. Kawaii Monster Cafe. Harajuku. Tokyo. Rio, Kyoto. Berlin. Nagoya. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Cái này thấy thú vị à? Vâng, anh em sẽ thấy là bây giờ thôi mình đã kết thúc xong rồi. Mình bây giờ mình sẽ đi về. Cảm ơn anh em đã. Bây giờ mình phải quay một vòng cho anh em xem. Vâng, anh em sẽ thấy đây là một vòng của quán này. Nó nhìn thấy thú vị, từ hình ảnh cho đến cầu kỳ, rất là thú vị á. À, xin mời xem. Mấy bé gái Nhật mà. Rồi. À, sửa đây. Đây, ở đây tôi đây mà. Các bạn. Em tổ đi học cấp tổ đi rồi thì qua luôn. Học luôn. Ô hô y này.はい、ありがとうございます。これこれ。あ、はい。はい、バイバーイ。はい、またね。Vâng anh em, mình ở đây hơi tối. À, thôi anh em sẽ thấy là bây giờ mình đã xong cái chuyến khám phá cà quay cà phê rồi. Cảm ơn anh em đã xem video này. Nó cũng có một video nó cũng là khá thú vị đó. Đó, trải nghiệm một không gian gì đó nó rất là thú vị, nó cũng kỳ, nó cũng kỳ quái. Từ đồ ăn thức uống nó khá là thú vị luôn. Thôi cảm ơn em cũng đã xem cái video này khám phá của mình. Hãy like và subscribe kênh của mình để biết thêm về những điều mới mẻ ở Nhật Bản nhé. Bye bye.